nói rõ tâm này không phải sắc pháp bớt khả kiến bớt khả thủ hôm nay chúng ta nói tiếp tâm này từ đâu mà có những lời trên kinh nói chúng ta vừa nhìn liền biết đây là thức tâm Không phải chân tâm Vì chân tâm không phải hư vọng Nó là chân thật Cho nên nhìn qua Đây chính là a la gia thức Đảng thị hư vọng Chư pháp tập khởi Tất cánh vô chủ Vô ngã Ngã sở các vị đã học qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Tướng Tông Nếu như có chút nền tảng về bộ tiểu luận này Thì mấy câu này sẽ vô cùng dễ hiểu Chúng ta biết Bách Pháp là Bồ Tát Thiên Thân Đem 660 Pháp ở trong Du Già Sư Địa Luận Quy nạp thành một trăm pháp Để tiện lợi cho người Sơ học Đại Thừa Đây là bài đầu tiên Của nhập môn tướng Tông Là bài đầu tiên của người sơ học Bách Pháp này nói điều gì? Nếu bạn hiểu được Bách Pháp nói gì Thì bạn liền hiểu được 660 Pháp Nói ở trong Du nhà Sư Địa Luận là gì? đây là đem tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ quy nạp thành một trăm điều ở trong mỗi một điều sự hàm chứa trong đó là vô lượng vô biên không có cách gì tính đếm được bất luận là thuộc về môn học nào tâm pháp năng biến. Có khi chúng ta cũng nói năng sanh năng biến. Năng sanh cũng có thể nói trôi chảy. Nhưng các vị phải nhớ kỹ, năng sanh chứ không phải năng hiện. Ý nghĩa của năng hiện và năng sanh không giống nhau. Năng hiện là chân tâm Vọng tâm bất năng hiện Vọng tâm năng biến Đem nhất chân Pháp giới Biến thành mười Pháp giới Biến thành vô lượng vô biên Pháp giới Nó có công năng này Vọng tâm này từ đâu mà có gì? Đảng thị hư vọng chư Pháp tập khởi hư vọng là nói vọng tâm không phải chân thật tại vì sao có hiện tượng này chị là vì tập khởi ở trong trung quán luận có một bài kệ nói rất hay đều là nói đến cội nguồn của các pháp trong vũ trụ nhân sanh Chư pháp bất tự sanh Nhiệt bất tùng tha sanh Bất cộng bất vô nhân Thì cố thuyết vô sanh Chúng ta có thể nói Bộ Trung Quán Luận 500 tụng Chính là nói rõ Những sự việc này Một sự việc này là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Hiện tượng của tột nguồn muôn pháp Bạn hiểu rõ ràng Hiểu sáng tỏ rồi Thì trong nhà Phật liền gọi bạn là Pháp Thân Bồ Tát Chẳng khác gì Nói bạn cầm được học vị này Thì bạn là Pháp Thân Bồ Tát rồi Đối với hiện tượng này Hoàn toàn mơ hồ Mê hoặc không hiểu gì Thì người này gọi là Phạm Phu Phạm Phu Phật và Bồ Tát Không có sai khác Chỉ là Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Có sự bất đồng trong nhận thức Cũng giống như chúng ta hiện nay học ở trường gì Bạn cầm được học gì tiến sĩ Hoặc cầm được học gì thạc sĩ Có người không có văn hóa Ngay cả tiểu học cũng chưa học qua điều là người điều là như nhau không có gì khác chỉ là trên trình độ văn hóa có sai biệt bất đồng mà thôi ở trong phật pháp mười pháp giới quả thật mà nói chính là sự khác nhau của trình độ văn hóa họ trải qua đời sống không giống nhau từ chỗ này chúng ta phải nhận ra chúng ta phải sống đời sống tốt phải đem phẩm chất đời sống của mình nâng cao lên dựa vào điều gì dựa vào giáo dục ngày nay trên thế giới còn có biết bao khu vực nghèo khó chúng ta nhìn thấy họ sống đời sống khổ chứ vậy làm sao cứu giúp đây cứu giúp vật chất là không giải quyết được vấn đề phải xây trường học phải dạy họ nâng cao trình độ văn hóa của họ cũng chính là nâng cao phẩm chất đời sống của họ ở trong phật pháp gọi là giới hạn lớn Chúng ta có thể từ cõi người nâng lên đến cõi trời Trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới Trời sắc giới nâng lên đến trời vô sắc giới Từ trong sáu cõi nâng lên đến pháp giới bốn thánh Từ pháp giới bốn thánh nâng lên đến nhất chân pháp giới Toàn dựa vào giáo dục Pháp thế xuất thế gian không có ngoại lệ Chúng ta phải có nhận thức này Cho nên a lại gia từ đâu mà có vậy a lại gia là tiếng Phạn Dịch thành tiếng Trung Quốc là tàn thức Tàn tức là bao hàm Tàn chứa các pháp Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng của các pháp Thuật ngữ trên kinh Phật gọi là chư pháp lạc tạ ảnh tử Người hiện nay gọi là ấn tượng Chúng ta ngày nay từ sáng đến tối Ở trong cuộc sống của đời này Cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc Đều có ấn tượng Ấn tượng này Dĩ nhiễn không bị mất đi Bạn nói ấn tượng rất cạn Tôi không nhớ nổi Tuy là không nhớ nổi Nhưng mà cả thấy đều đưa vào hồ sơ lưu lại rồi A La Địa Thức giống như là kho lưu trữ tất cả thiện ác, tất cả vô ký mà bạn đã tạo ra hết thảy đều ở trong đây, dính diễn không bị quên mất. ở trên kinh Phật nói cho dù trải qua trăm kiếp ngàn kiếp, khi dân duyên hội ngộ, nhân này chính là ấn tượng ở trong A La Địa Thức hàm chứa chủng tử gặp được duyên thì quả báo này liền hiện tiền hiện tượng cực kỳ nhỏ yếu ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta quả thật dùng tâm ý qua loa mà nói nó không phải là lỗi ý thức thứ sáu là rất lơ là a lại gia là vô cùng di tế Ý nghĩ di tế Tạo nghiệp Thường thường Ý thức thứ sáu vẫn không phát hiện được Nhưng mà Kho lưu trữ đã lưu rồi Tốc độ lưu trữ Vô cùng nhanh Là theo từng sát na Nhưng mà những thứ này không có hình tướng Ấn tượng không phải sắc pháp phật nói nếu như chủng tử trong a lại gia thức chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng ấn tượng nếu nó là sắc pháp nếu nó là vật chất thì sự tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay dù lớn như hư không cũng không chứa hết như vậy bạn mới hiểu được nghiệp mà chúng ta đã tạo ra là bao nhiêu chúng ta ở trong quá trình một đời người trên đường bồ đề trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Làm sao có thể không có ma, không có nạn, không có chướng ngại chứ Từ xưa đến nay Chúng ta tạo ác nghiệp quá nhiều Ác nghiệp chướng ngại chúng ta Thiện nghiệp cũng chướng ngại chúng ta Thiện nghiệp dẫn chúng ta tới tham ái Ác nghiệp dẫn chúng ta tới sân hận Toàn là chướng ngại Tham sân si toàn là chướng ngại rồi cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp Có mấy người tu tịnh nghiệp Mấy người hiểu được tịnh nghiệp chứ Người tu tịnh nghiệp sẽ không có chướng ngại nữa Quả thật mà nói Đến khi nào mới tu tịnh nghiệp chân thật vậy Thuần tịnh Không sen tạp Là Pháp thân đại sĩ Ở trong tịnh còn sen tạp ít phần bất tịnh Là Pháp giới bốn thánh Sáu cõi ở trong Pháp giới này Luôn luôn là Nhiễm nhiều tịnh ít Phàm phu chúng ta Người chân thật tu hành rất tốt Phân lượng nhiễm nghiệp sen tạp ở bên trong tương đối ít Sen tạp khoảng 20-30% phần trăm. Điều này ở người tu hành phàm phu sáu cõi là hiện tượng rất bình thường Đã là tương đối khá rồi Như chúng ta hiện nay Trình độ này đại khái trên 95% là nghiệp nhiễm Tình nghiệp của chúng ta chỉ có 2-3% Thậm chí là 1-2% Chỉ như vậy mà thôi Đạo lý này nhất định phải hiểu Những thứ này quả thật là hư vọng Tuy là hư vọng Nhưng nếu bạn không biết nó là hư vọng thì bạn sẽ bị nó hại Thật sự biết nó là hư vọng Thì bạn sẽ không bị hại Bạn đã giác ngộ rồi Cho nên mấu chốt ở chỗ này Vẫn là mê ngộ Khi mê Thì bạn dính diễn Bị vọng cảnh trói buộc Bạn dính diễn Bị vọng cảnh chi phối Chúng tôi đưa ra một thí dụ vô cùng hiện thực Thế giới trước mắt chúng ta Đây là hư vọng Tuy nhiên chúng ta không biết đó là hư vọng Chúng ta bị nó ảnh hưởng Khởi tâm động niệm Tất cả hành vi sinh hoạt Đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng Đây là nguyên nhân gì Không biết nó là hư vọng nếu như thật sự biết nó là hư vọng Thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quấy nhiễu Bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ gìn Tâm địa thanh tịnh của mình Bạn được đại tự tại Đây là thật chứ không phải giả Các tổ sư đại đức cư sĩ nhiều đời ở Trung Quốc Có không ít người chứng được cảnh giới này Nghe như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói Nhược năng chuyển cảnh tác động như lai like. Họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc Nên không bị hoàn cảnh chuyển Họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ Họ có thể chuyển cảnh giới người thiện gặp được họ thì người thiện sẽ càng thiện hơn người ác gặp được họ thì người ác sẽ sửa mình hướng thiện họ chuyển hoàn cảnh chuyển hoàn cảnh nhân sự và họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai họ đến nơi đó thì thiên tai giảm thiểu chúng ta ngày nay nói gió bão lũ lụt hạn hán động đất họ đến nơi đó liền giảm thiểu ngay đây không phải thần thoại mà là sự thật lý ở trong đây quá sâu cho nên ở trên kinh phật nó là mật nhà phật không gọi là bí mật mà gọi là thâm mật lý này quá sâu Lý càng sâu Chỉ cần bạn chữa vào phương pháp này Tuần tự từ từ mà tiến Bạn nhất định có thể chứng được Khi chứng được thì gọi là hoác nhiên đại ngộ Trên Kinh Kim càng nói với chúng ta Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh Pháp hữu vi chính là 94 pháp phía trước trong bách pháp Sáu pháp phía sau là pháp vô vi Bất luận là tâm pháp Tâm sở pháp Sắc pháp Tâm bất tương ưng hành pháp Đều là chư pháp tập khởi Tức cánh vô chủ Vô chủ là không có chủ tể Tập khởi thế đạo chỉ Duyên Phật pháp vô cùng Xem trọng duyên phật pháp nói duyên sanh chứ không nói nhân sanh nói duyên sanh là vô cùng có đạo lý nhà phật nói tất cả hiện tượng của dạng pháp nói duyên khởi nhưng mà duyên khởi chắc chắn là tánh không tánh không tức là tất cánh vô chủ vô ngã ngã sở Chân tướng của tất cả dạng pháp Đều là như vậy Cho nên nói dạng pháp như không Hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được Cái đạo lý này Nhà khoa học dùng phương pháp gì Để nhìn thấy chân tướng này vậy Họ dùng phương pháp phân tích Họ dùng cơ thể của một người Một vật thể để phân tích từ trong tế bào phân tích thành phân tử phân tử phân tích thêm thành nguyên tử thành điện tử thành hạt cơ bản vì mới hiểu được cái thân này là không vốn dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành hiện tượng tổ hợp không như nhau có tổ hợp thành khoáng vật tổ hợp thành thực vật tổ hợp thành động vật đều do một tổ hợp mà thành Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ đạo lý này. Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau. Lời nói này trên kinh Kim Cang, kinh Kim Cang là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Theo như cách nói của người nước ngoài, Thích Ca Ni Phật cũng có hơn trăm năm rồi theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm. Thế Cà Phật nói trên Kinh Kim Ca, thế giới này là tướng nhất hợp. Các bạn thử nghĩ tướng nhất hợp là gì? Vật chất cơ bản là mộ. Nhỏ như vi trần, lớn như thế giới. Thế giới ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu. Là cùng từ một hạt cơ bản tổ hợp mà thành tướng nhất hợp, tổ hợp thành. Tổ hợp này, khi duyên tụ, nó liền hình thành. Duyên tán, nó liền tan rã. Tụ tán vô thường. Nó đâu có chủ. Nếu nó có chủ, thì tụ hợp rồi, dính diễn không tán. Đây mới gọi là có chủ. Tụ tán vô thường, biến hóa tình sát na chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này vì sao vậy hiểu thấu triệt rồi bạn đối với pháp thế xuất thế gian chắc chắn không có tâm tham luyến vì sao vậy vì bạn biết đó là đồ giả bạn tham luyến là mê hoặc bạn chấp trước muốn chiếm hữu là vọng tưởng vì sao vậy vì không thể được cái thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu vì sự chuyển hóa của tế bào Biến hóa theo từng sát na Cho nên quả thật là vô ngã Người thế gian chấp trước cái thân này là ta Đây là cái mê hoặc đứng đầu Từ mê hoặc ngã mà sanh ra tự tư tự lợi Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Tạo những tội nghiệp này Thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi đây không phải là đọa lạc Mà những nghiệp lực này của họ Đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi Biến thành cảnh giới địa ngục Địa ngục từ đâu mà ra Tự mình biến ra Không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu Mà tự làm tự chịu Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Không phải do Phật tạo ra Phật hoàn toàn không làm việc này Ngài không làm những việc rỗi hơi này Chúng ta nhát cộ rồi Còn không làm chuyện rỗi hơi Phật còn làm chuyện rỗi sao Phật làm chuyện rỗi thì ngày không bằng chúng ta Tâm địa thanh tịnh không nhiễm mảy bụi Nói cho bạn biết chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra Phần trước đã nói nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố tạo nghiệp diệt dị Từ tâm tưởng sanh Cách nói này ở trong Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh tôi cũng thường hay gặp một số đồng tu họ hỏi tôi có quỷ hay không có rồng hay không tôi đều gật đầu nói có tại sao có gì trong tâm bạn đang tưởng nó từ tâm tưởng sanh mà chỉ cần bạn tưởng nó liền hiện ra hiện tướng vốn dĩ không có tướng này là do bạn tưởng mà ra bạn hàng ngày nghĩ quỷ Thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi Sau đó bạn mới hiểu được Ở trong tình nghiệp Tam Phước Nói cho chúng ta biết Tin sâu nhân quả Tin sâu nhân quả đó là gì? Niệm Phật là nhân Thanh Phật là quả Phật cũng là tâm tưởng sanh Ta hàng ngày nghĩ Phật Phật liền hiện tiền tức là khi hạt cơ bản tổ hợp nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp nó liền tổ hợp thế giới của phật hằng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ quỷ là gì quỷ là tham ái hằng ngày niệm niệm không quên tham ái thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ niệm niệm sân hận hận người khác Thế gian không có người nào tốt Đều là người đáng ghét Đều là người đáng căm thù Họ liền biến ra pháp giới địa ngục Mười pháp giới Đều là hư huyễn Không thật cho nên Phật nói mộng huyễn bào ảnh Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi Phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện không nên nghĩ ác Nên làm thiện không nên làm ác Sau khi hiểu rõ triệt để Mới thấy những lời Phật nói với chúng ta Là lời chân thật Lời chỉ dạy chân thật Lời dạy bảo từ bi thương yêu đến cực điểm Chúng ta mới biết cảm ơn Ngã còn không có Thì làm gì có ngã sở chứ Ngã sở chính là những cái mà ta có Căn nhà này là cái ta có Tài sản là cái ta có địa dĩ là cái ta có quyền lực là cái ta có là đồ giả những cái mà ta có càng không có ngã còn không có huống hồ ngã sở cho nên nhà phật nói thanh tịnh bình đẳng là từ chỗ này mà ra nếu bạn không hiểu đạo lý này không hiểu rõ chân tướng sự thật này thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được chứ bạn làm sao mà bình đẳng được chứ lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác người khác không bằng ta bạn không hiểu được đạo lý này khi biết được đạo lý này thì giảng pháp là bình đẳng phật cùng với ngạ quỷ là bình đẳng với xuất sanh là bình đẳng với địa ngục cũng là bình đẳng phật còn như vậy chúng ta làm sao mà không bình đẳng chứ chúng ta trên thì bình đẳng với chư phật dưới thì bình đẳng với địa ngục bình đẳng bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh thiện duyên hay ác duyên chướng ngại đều không còn nữa bình đẳng là pháp giới phật pháp giới phật trong kinh hoa nghiêm ngài thanh lương nói cho chúng ta biết lý không có chướng ngại sự không có chướng ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại đây mới đích thực là đại viên mãn đại tự tại cho nên bộ kinh thập thiện nghiệp đạo này rất rõ ràng dễ hiểu đoạn này là ý rất sâu là nói lý nếu lý không rõ không thấu triệt thì thập thiện này dạy bạn bạn sẽ không chịu làm vì sao chị khuyên bạn bạn cũng biết thiện là tốt bất thiện là không tốt nhưng thiện vẫn cứ làm không được Tham sân si mạng là phiền não Thường hay lừa gạt người khác Biết không phải là việc tốt mà hằng ngày vẫn làm Nguyên nhân là gì? Đạo lý này chưa có thấu triệt Thật sự thấu triệt rồi Thì chắc chắn không làm việc ác nữa Người khác lừa chúng ta nhưng chúng ta không lừa người Người khác phỉ bán làm nhục chúng ta hãm hại chúng ta thế nhưng chúng ta dứt khoát không có ý nghĩ báo thù chúng ta vẫn cứ thành tâm thành ý một mực thiện tâm đối đãi họ đây là bạn thực sự giác ngộ rồi tại vì sao không trả thù người ác vậy trên kinh Phật nói đây là kẻ đáng thương xót Họ rất đáng thương Họ hồ đồ vì không biết chân tướng sự thật Bạn không nên chê trách họ Đó là như Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Do hoàn cảnh của họ không tốt Không gặp được người tốt Người trước bất thiện Vô tri không biết đạo đức Không có người dạy họ thù vô quá giả là không nên chê trách họ hành vi của họ đối với ta xấu xa hơn là đúng là phải như vậy chúng ta hiểu rõ nhưng họ không hiểu chúng ta vì vậy chúng ta nên tha thứ cho họ dứt khoát không có một ý niệm nào nghĩ đến báo thù vẫn cứ thành tâm thành ý tối đãi người ta Cho dù bạn sống bị họ hại chết đi nữa Hại chết thì rất tốt Chết rồi chúng ta nghe đó sanh thiên Chúng ta sanh thiên sớm hơn vậy Cảm ơn họ còn không hết Sao bạn lại có thể trách họ chứ Sở dĩ bạn không hiểu đạo lý này Nên bạn mới có tâm oán hận Bạn hiểu rõ đạo lý này Thì oán hận không còn nữa Họ hại ta chết Là để ta sanh thiên sớm hơn một chút đổi hoàn cảnh tốt hơn Chỉ có người đích thực thấu triệt hiểu rõ Họ mới biết được Không hiểu không được Chúng ta cứ luôn bị đọa lạc ở trong đây Cho nên ba câu Đáng thị hư vọng Chư pháp tập khởi Tất cánh vô chủ Là nói a à la gia Vô ngã Vô ngã sở chữ vô này là phải nói liền lại Vô ngã vô ngã sở Đây là hiện tượng sự thật Không chỉ là chân tướng của sáu cõi Và mười pháp giới y chánh trang nghiêm Phần chỉ một câu là nói tột rồi Các vị đồng tu Xin xem tiếp Phần thuyết Thập thiện nghiệp đạo kinh Hàng cuối cùng Trang thứ ba Bắt đầu xem kinh văn bên trong Tùy các tùy nghiệp Sở hiện bất đồng Nhi thực ư trung Vô hữu tác giả Cố nhất thiết pháp Dài bất tư nghị phần trước Phật nói cho chúng ta biết tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tâm không phải sắc pháp cũng chính là nói tâm không phải vật chất cho nên mắt tai mũi lưỡi thân ngay cả ý chúng ta cũng không duyên đến được nó quả là thật sự tồn tại nó năng hiện tất cả dạng pháp năng biến Biến này là khiến tất cả Pháp sinh ra biến đổi Cho nên nó là năng hiện, năng biến Hôm nay tiếp tục nói cho chúng ta biết Tùy các, tùy nghiệp, sở hiện, bất đồng Nhà Phật nói mười pháp giới Y chánh trang nghiêm mười pháp giới là nói ra từ hiện tượng sai biệt lớn nếu như nói tỉ mỉ thì pháp giới là vô lượng vô biên mỗi người đều không như nhau vì sao vậy vì tư tưởng của mỗi người chúng ta không giống nhau ý nghĩ khác nhau cho nên Cảnh giới sở hiện đương nhiên là không tương đồng Đặc biệt là Tâm tưởng Trên Kinh nói Tâm tưởng dị cố tạo nghiệp diệt dị Ngàn ngữ thế gian có câu nhân tâm bất đồng mỗi người mỗi vẻ hai câu nói này rất hay nếu như tâm của hai người này giống nhau thì diện mạo của hai người này sẽ giống nhau cho nên chúng ta quan sát tỉ mỉ nếu như nhìn thấy có hai người diện mạo giống nhau nếu bạn quan sát tỉ mỉ hơn thì sẽ thấy rất nhiều động tác của họ cũng giống nhau quan sát sâu hơn thì thấy cách nghĩ cách nhìn của họ đối với tất cả người sự vật cũng rất gần như nhau chứng minh những lời phật nói trên kinh là chính xác tất cả chúng sanh tâm tưởng bất động cho nên báo thân mà họ cảm được thân tướng không giống nhau dung mạo không giống nhau màu da không giống nhau tình trạng sức khỏe không giống nhau những thứ này toàn là từ tâm tưởng sanh nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này quan sát tỉ mỉ hơn người nhiều bệnh thì vọng tưởng nhất định nhiều lo nghĩ nhất định nhiều phiền não nhất định nhiều bạn hãy quan sát thân thể khỏe mạnh rất quạt bát rất vui vẻ thì người này vọng niệm ít phiền não ít hết thảy đều bày ra trước mắt chúng ta chúng ta rất dễ dàng quan sát cảm nhận được những nguyên lý nguyên tắc này ở trên kinh phật giảng rất thấu triệt tất cả mọi hiện tượng chúng ta ngày nay nói tóm lại hư không vũ trụ động vật thực vật tinh cầu dân dân Mọi loại hiện tượng này Đều là từ tâm tưởng của chính mình biến hiện ra Cho nên mỗi người chúng ta Có thế gian riêng của mỗi người Không thể có thế gian của hai người hoàn toàn tương đồng Chúng ta cùng nhìn một sự việc giống nhau Thế nhưng cảm nhận của chúng ta là khác nhau Hãy lấy trước mắt chúng ta mà luận Chúng ta triển khai Kinh Phật Thuyết Thập Thiên Nghiệp Đạo Bốn Kinh của chúng ta giống nhau Câu chữ bên trong cũng giống nhau Nhưng mọi người chúng ta đọc một Kinh này Cảm nhận đều khác nhau Hiểu không như nhau đây là nguyên nhân gì? Tâm tưởng dị cố Ở trong kệ khai kinh dạy chúng ta Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Chúng ta có thể làm được không? Không làm được Tại vì sao không làm được vậy? Chúng ta có tâm tưởng Phật không có tâm tưởng tâm tưởng là việc của bên phía tám thức này phật thì chuyển tám thức thành bốn trí cho nên phật không có tâm ý thức chúng ta đến khi nào trong tâm không tưởng nữa tưởng là chấp trước tư là phân biệt nếu như chúng ta xa lìa được phân biệt chấp trước vọng tưởng, chúng ta xem lại những kinh điển này thì như lai chân thật nghĩa liền hiện tiền. Thế chẳng phải tùy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng sao? do đây có thể biết chúng ta có thể thể hội được ở trong rất nhiều kinh liễu nghĩa đại thừa phật nói cho chúng ta biết tất cả dạng pháp có trong thế gian đều là mất khả đắc vô sở hữu có rất nhiều đồng tu đã đọc kinh Kim Cang rồi. Phật nói rất hay. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Đây chính là điều mà trong kinh Đại Bát Nhã gọi là bất khả đắc vô sở hữu. Tâm năng đắc không thể được trên kinh nói tâm quá khứ không thể được tâm hiện tại không thể được tâm vị lai không thể được tâm năng đắc không thể được tâm sở đắc là cảnh giới bên ngoài cảnh giới là pháp duyên sanh tánh không duyên khởi cho nên cảnh giới bên ngoài cũng không thể được Phật nói Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Không những tất cả hiện tượng Ở trong mười pháp giới này là không thể được Mà hiện tượng ở trong nhất chân pháp giới cũng không thể được Hiện tượng có hay không gì Không thể nói nó không có Cũng không thể nói nó có bạn nói nó không có là sai lầm bạn nói nó có cũng là sai lầm trên kinh phật chúng ta thường thường xem thấy đây không phải là cách nói của phật mà là cách nói của rất nhiều nhà tôn giáo nhà triết học thời xưa nó tuy là phi hữu cũng phi vô đem nó gộp chung lại phi hữu phi vô có được không diệt hữu diệt vô có được không đều không được tại vì sao không được chỉ cần bạn có cái ý nghĩ này thì bạn đã rơi vào trong tình thức đây là chỗ rốt ráo của phật pháp đây là chỗ cao minh của Phật Pháp Phật dạy chúng ta Ở trong tất cả cảnh duyên Chúng ta ngày nay nói Ở trong đời sống thực tế Chúng ta dùng tâm thái như thế nào để sống Để xử sự đối nhân tiếp vật vậy Vậy chúng ta một niệm không sanh tùy duyên chứ không phan duyên bồ tát phổ hiền dạy rất hay hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức đây là thái độ làm người của bồ tát phổ hiền trí huệ cứu cánh viên mãn đích thực chúng ta cần phải nên học tập học chưa được chúng ta phải cố gắng nỗ lực mà học chúng ta học được một phần liền có một phần thọ dụng học được mười phần liền có mười phần thọ dụng bạn không thể nói không học được tôi sẽ không học nữa không học bạn sẽ tùy thuận phiền não mà tùy thuận phiền não thì bạn dính diễn sống trong sáu cõi luân hồi vậy thì sai rồi hai câu nói phía trên là nói hiện tượng chúng ta gọi là hiện tượng của vũ trụ nhân sanh hai câu phía dưới đây là nói tính chân thật của nó nhi thực ư trung vô hữu tác giả cho nên có rất nhiều người họ có một quan niệm rất sai lầm quan niệm sai lầm này thật rất khó mà phá vỡ họ muốn truy vấn hiện tượng này hiện tượng này từ đâu mà có hiện tượng này sanh ra như thế nào cái gì phải hiểu là cái gì khởi ý niệm này thì đều rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả mọi hiện tượng trong hư không pháp giới là vọng tưởng chấp trước biến hiện ra chúng ta lại dùng vọng tưởng chấp trước để lý giải nó đây là việc không thể rồi Làm thế nào mới có thể hiểu rõ Thông đạt chân tướng sự thật Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Nhà Phật nói thiền định Trên Kinh Lăng Nghiêm nó rất hay Tịnh cực quan thông đạt Hết thấy điều buông xả Tâm tịnh đến cực điểm thì ánh sáng bát nhã của tự thánh liền hiện tiền tất cả mọi pháp trên thế gian này tánh tướng lý sự nhân quả hết thảy đều thông đạt hết thảy đều hiểu rõ đây là trí huệ chân thật Tất cả chư Phật như Lai Đều phải đi qua con đường này Giác ngộ Triệt để rồi Cho nên Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật Mà tất cả chư Phật như Lai Giảng Kinh Thuyết Pháp điều quy kết về tổng gương lĩnh là giới định huệ ba chữ này ở trong đây định là điểm mấu chốt huệ là mục đích giới là phương tiện giới có nghĩa là gì là tuân thủ pháp dứt khoát phải tuân thủ theo đường lối của tiền nhân Thì chúng ta được lợi ích Con đường mà Thích Ca Mâu Ni Phật đi là con đường nào? Con đường mà tất cả chư Phật mười phương đi là con đường nào? Chúng ta bám theo Không được từ bỏ Bạn nói tôi tìm một con đường khác mà không tìm được đâu Vô lượng kiếp đến nay Các ngài đi trên con đường này Đều rất thông suốt rồi Đâu có bị sai lầm Đây là chánh đạo Không phải tà đạo Chánh đạo chắc chắn có thể đạt đến Khai trí huệ Tà đạo chắc chắn không thể khai trí huệ Tà chánh được phân chia như vậy nếu theo Thiền Tông Trung Quốc mà nói, chánh đạo nhất định sẽ đạt đến minh tâm kiến tánh, còn tà đạo thì không rồi. Con đường mà chư Phật Bồ Tát đi là chánh đạo. Thường chánh ở trong chánh đạo, đối với căn cơ của chúng ta mà nói, con đường thuần chánh đơn giản Yên ổn, tiện lợi, nhanh chóng Là không gì bằng Pháp môn tịnh độ Pháp môn tịnh độ Phật Bồ Tát dạy chúng ta Chỉ một câu là Thật thà niệm Phật Công phu niệm Phật của chúng ta Ngày nay không đắc lực Nguyên nhân vô đâu là không thành thật Nguyên nhân là ở chỗ này Thật sự thành thật Thì hiệu quả rất nhanh Người thành thật Đích thực thì kinh thập thiện nghiệp đạo này Có cần giảng nữa không? Không cần giảng Họ hết thể đều làm được rồi Nếu bạn không tin Singapore có một vị cư sĩ hứa triết Bà hiện nay quy y rồi Tôi có thể gọi bà là cư sĩ Bà đến năm 101 tuổi mới quy y Trước đây bà chưa hề học Phật Nhưng mỗi một điều Ở trong kinh thập thiên nghiệp đạo này Bà đều làm được rồi chưa học mà bà đã làm được là do nguyên nhân gì thành thật bà là người thành thật làm người rất đúng mực cho nên bà hỏi tôi bà có tư cách làm đệ tử phật hay không tôi nói bà đủ tiêu chuẩn làm đệ tử phật rồi những đệ tử phật chúng ta đây tại gia xuất gia đều không bằng bà chưa học mà đều làm được rồi đây gọi là thành thật chúng ta học mỗi ngày hàng ngày trong đầu cứ tô vẽ cho nhiều chứ không hề y giáo phụng hành đây là không thành thật cho nên chúng ta học hàng ngày mà vẫn chẳng có thành tựu gì Chúng ta thấy tất cả Pháp có cần truy cứu hay không vậy? Người thế gian thường nói Hỏi cho rõ ngọn ngành Phật Pháp Vẫn cho phép bạn Cho phép hỏi đến cùng Dứt khoát không có kiên kỵ vì sao vậy? Vì bạn có nghi Cái nghi hoặc này nhất định phải đoạn trừ Hỏi đến cùng là giúp bạn đoạn nghi sanh tính Để mọi nghi hoặc đều không còn nữa Con người sẽ thành thật ngay Bạn còn có hoài nghi Thì làm sao có thể thành thật chứ Người thành thật có hai loại Một loại là thiện căn phước đức sâu dày như bà hứa triết này đây là bản thân thiện căn phước đức sâu vậy tuy chưa hề học qua bà không có nghi hoặc đây là thiện căn phước đức nhân duyên của đời quá khứ một loại khác nữa là đem những chân tướng sự thật này đều hiểu rõ ràng hiểu sáng tỏ rồi không còn nghi ngờ Họ thành thật ngay Còn đoạn ở giữa này Chắc chắn chiếm đại đa số Gọi là dừa Không phải thượng trí Lại không phải là hạ ngu Và người này khó độ Họ vọng tưởng nhiều Phân biệt chấp trước nhiều người thành thật nhìn thấy một câu này tâm liền định ngay cho nên tất cả hiện tượng trong hư không pháp giới này phật ở chỗ này nói với chúng ta vô hữu tác giả Lời nói này là thật. Không phải Phật tạo ra. Không phải thần tạo ra, cũng không phải Thượng đế tạo ra. Nếu như Thượng đế tạo ra, vậy thì Thượng đế do ai tạo ra? Vô hữu tác giả là sự thật. Vô hữu tác giả, Phật nói tâm hiện thức biến Cho nên nếu bạn hỏi đến cùng Thì cuối cùng Phật trả lời bạn Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm năng hiện Thức năng biến Quả thật là không có tác giả Kinh văn cố nhất thiết pháp Giai bất tư nghị Bồ Tát Long Thọ ở trong Trung Quán luận nói cho chúng ta biết, chư pháp bất tự sanh. Tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ này, quyết không phải tự chính mình sanh. Vì thì nói không thông, diệt bất tùng tha sanh. Cũng không phải do tha sanh. vì có phải là tự tha cùng nhau sanh không cũng không phải bất cộng vì có phải không có nguyên nhân sanh không cũng không phải bất cộng bất vô nhân kết luận ở dưới đây thì cố thuyết vô sanh nếu bạn thực sự hiểu được bốn câu này rồi Thật sự hiểu rõ ràng Hiểu sáng tỏ rồi Vậy thì chúc mừng bạn Bạn đã chứng được địa vị Vô sanh nhẫn rồi Vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát vô sanh nhẫn Trên Kinh Nhân Dương nói cho chúng ta biết Hạ phẩm vô sanh nhẫn Là thất địa Bồ Tát Trung phẩm là bát địa thượng phẩm là cửu địa đến địa vị này thì bốn câu trong trung quán luận này các ngài bên liễu giải thấu triệt các ngài dùng phương pháp gì để liễu giải vậy? không phải hằng ngày suy nghĩ hằng ngày suy nghĩ thì chính diễn không thể liễu giải các ngài dùng công phu thiền định rất sâu Cũng chính là chúng ta thường nói Nhìn thấu buông xả Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn đều là tu thiền định Cách nói gọn của thiền định chính là sáu căn chúng ta tiếp xúc tất cả cảnh giới Cảnh giới đầy rõ ràng, sáng tỏ Rành mạch phân minh Ở trong đây quyết định Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Đây gọi là thiền định Bạn nhất định không phải hàng ngày ngồi kiết và quay mặt vào nhất Không phải như vậy Khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Bạn thật sự làm được không phân biệt không chấp trước Không khởi tâm không động niệm Ứng phó mọi thứ rất viên mãn Đây là huệ Chính mình thật sự làm được Không khởi tâm không động niệm Không phân biệt không chấp trước Đây là định Định huệ cùng học Định huệ cùng dẫn hành Đây là đời sống của Phật Bồ Tát Phàm phu ở chỗ này khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước cho nên bạn phải biết tất cả pháp quả thật là không có tác giả sự việc này ở trong kinh hoa nghiêm chúng ta đã từng nói qua rồi cố nhất thiết pháp dài mất tư nghị trên kinh phật thường nói pháp vốn như vậy cho nên lý sự vô ngại sự sự vô ngại những câu nói này trong kinh hoa nghiêm thế tôn đem nó áp dụng toàn bộ vào trong sinh hoạt thường ngày của bồ tát cho nên nếu chúng ta hợp lại xem với kinh hoa nghiêm thì vô cùng thú vị chúng ta có thể thể hội được sâu hơn Hôm nay thời gian đã hết chúng